Ủa, chị Bảy, chị Bảy đâu đây? Có thăm anh Tư nè. Nay đồng tỉnh nhà con à. Ủa, Tết này anh có tính làm gì không? Thì Tết này tôi quyết định đi bảo người khác mà. Tết họ này, sửa rồi nhanh chỉ nhà cửa thôi. Còn chị Tết này thì có thích gì không? Trời, tôi thích nhiều thứ lắm. Anh Tư có muốn biết không? Tôi kể cho nghe. Biết thì anh không biết. Như thế có muốn biết không? Không biết kéo tôi. Tôi quá kéo tôi luôn.
bạn một lần hay đi tới xa qua, những phật lễ chùa hay phố hay hương xa, khi rằm theo nước đến những chú ông bà, hành long kiều quê vẫn chớ được bỏ nhà, non nước Đà Nẵng đổi danh từ nghề đá, thứ nữ Huế sinh trong đống nhà là nón lá, để trang phố biển mênh mông đâu là cá, phố cổ hỏi em vẫn chắc sẽ thích mà. Thank you.
chưa? Quá. Thấy chưa? Thấy Hà Nội đẹp chưa? Hà Nội đẹp rồi. Kiều ơi, làm gì có muốn lên Kiều ơi, vui quá. Chúc mọi người luôn là niềm mong ước, trong xuân ta vẫy chào, tình chúc một nhà đồng nhiều ấm.